mến chào các em. Tiếp tục chương trình ôn tập kiến thức toán lớp 4 hôm nay, thầy và các em sẽ cùng ôn tập lại hai dạng toán cơ bản của lớp 4. Đó là dạng toán tìm số trung bình cộng và dạng toán thứ hai đó là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Để thực hiện tốt bài học ngày hôm nay, à, thầy yêu cầu tất cả chúng ta chuẩn bị đầy đủ giấy, bút để chúng ta có thể làm một vài cái bài tập ứng dụng. Bây giờ. Tất cả chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ được ôn về dạng toán tìm số trung bình cộng. Thầy có bài toán như sau. Rót vào can thứ nhất 7 lít dầu, rót vào can thứ hai 3 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Bài toán cho chúng ta can thứ nhất 7 lít dầu can thứ hai 3 lít dầu và hỏi nếu số lít dầu đó rót đều vào hai can thì mỗi can sẽ có bao nhiêu lít dầu. Chúng ta sẽ có sơ đồ như sau. Can thứ nhất 7 lít, can thứ hai 3 lít và khi rót đều vào mỗi can thì mỗi can sẽ có bao nhiêu lít dầu. Chúng ta tiến hành giải bài toán này như sau. Tổng số lít dầu của hai can là 7 cộng 3 bằng 10 lít. 7 ở đây chính là số lít dầu ở can thứ nhất. 3 là số lít dầu ở can thứ hai. Và 10 là tổng số lít dầu của cả hai can. Bước thứ hai, chúng ta sẽ tìm số lít dầu rót đều vào mỗi can là ta lấy 10 chia 2 bằng 5 lít. Đáp số 5 lít dầu. Qua bài toán trên, chúng ta có nhận xét ta sẽ lấy tổng số lít dầu chia cho 2 thì được số lít dầu rót đều vào mỗi can. Ta có 7 cộng 3 rồi chia 2 bằng 5 lít. Tổng của 7 và 3 được gọi là tổng các số hạn. 2 là số các số hạn và 5 là số trung bình cộng. Ta nói số 5 là số trung bình cộng của hai số 7 và 3. Từ đây ta có ghi nhớ như sau. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Từ bài toán này, chúng ta cũng có một cách giải khác ngắn gọn hơn. Chúng ta sẽ tìm số lít dầu rót đều vào mỗi can là Chúng ta lấy 7 cộng 3 rồi chia cho 2 bằng 5 lít dầu. Và khi trong thực tế tính toán thì chúng ta cũng nên áp dụng cái cách tính này để cho cái bài toán của chúng ta nó trở nên gọn hơn. Thầy có bài toán thứ hai. Một cửa hàng trong ngày thứ nhất bán được 45 kg gạo, ngày thứ hai bán được 54 kg gạo và ngày thứ ba bán được 60 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo. Bài toán cho chúng ta ngày thứ nhất bán được 45 kg gạo, ngày thứ hai bán được 54 kg gạo và ngày thứ ba bán được 60 kg gạo. Bài toán hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo. Ta có thể tóm tắt bài toán như sau. Ngày thứ nhất 45 kg ngày thứ hai 54 kg và ngày thứ ba 60 kg và hỏi trung bình mỗi ngày bán được bao nhiêu kg ta có thể giải bài toán này như sau số kg gạo trung bình mỗi ngày bán là ta lấy 45 cộng 54 cộng 60 rồi chia cho 3 được kết quả là 53 kg 45 Đây là số kg gạo của ngày thứ nhất bán 54 là số kg gạo ngày thứ hai bán và 60 là số kg gạo ngày thứ ba bán và đáp số là 53 kg gạo à, để nắm chắc hơn kiến thức của dạng toán tìm số trung bình cộng thì chúng ta sẽ có những cái bài tập vận dụng như sau thầy có bài tập số 1 Tìm số trung bình cộng của các số 5, 10, 15, 12 và 18. Để thực hiện được bài tập này, thầy yêu cầu tất cả chúng ta lấy bút và giấy ra, chúng ta tính toán để tìm ra được kết quả của bài toán. Thầy sẽ cho chúng ta thời gian trong vòng 60 giây để chúng ta thực hiện bài toán này. Thời gian của chúng ta bắt đầu. Thời gian của chúng ta đã kết thúc. Bây giờ chúng ta tìm kết quả của bài toán. Muốn tìm trung bình cộng của 5, 10, 15, 12 và 18, ta có thể thực hiện như sau. Ta lấy 5 cộng 10 cộng 15 cộng 12 cộng 18 rồi chia cho 5. Tổng của 5, 10, 15, 12 và 18 chúng ta được là 60 và ta lấy 60 chia cho 5. Kết quả chúng ta được là 12. Vậy 12 là số trung bình cộng của 5, 10, 15, 12 và 18. Chúng ta cùng sang bài tập số 2. Trung bình cộng của các số 10, 20 và 30 là Đây là một bài tập trắc nghiệm. Chúng ta có 4 đáp án như sau. A. 60 B. 20 C40 và D25. Để tìm ra được đáp án của bài toán này, chúng ta có thể tính như sau. Ta lấy 10 cộng 20 cộng 30 được kết quả là 60 và chúng ta đem chia cho 3. À, kết quả của bài toán được là 20, vậy đáp án B sẽ là đáp án của bài toán. Bài tập số 3. Trong phong trào kế hoạch nhỏ của một trường tiểu học lớp 4A gom được 138 kg giấy vụt. Lớp 4B gom được 153 kg giấy vụt. Và lớp 4C gom được nhiều hơn lớp 4B là 30 kg giấy vụt. Hỏi trung bình mỗi lớp gom được bao nhiêu kg giấy vụt. Bài toán cho chúng ta. Lớp 4A gom được 138 kg giấy vụt. Lớp 4B gom được 153 kg giấy vụt. Và lớp 4C gom được nhiều hơn lớp 4B 30 kg giấy vụng. Bài toán hỏi trung bình mỗi lớp gom được bao nhiêu kg giấy vụng. Thì muốn tìm được trung bình mỗi lớp gom được bao nhiêu kg giấy vụng, trước tiên chúng ta phải tìm được số kg giấy vụng của lớp 4C. Thì muốn tìm được số kg giấy vụng của lớp 4C gom được, chúng ta sẽ nhìn vào cái dữ liệu lớp 4C gom nhiều hơn lớp 4B là 30 kg giấy vụng. Vậy thì muốn tìm được số kg giấy vụng của lớp 4C chúng ta sẽ lấy số kg giấy bụng của lớp 4B cộng thêm cho 30. Và chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Số kg giấy vụn của lớp 4C gom được là ta lấy 153 cộng 30 bằng 183 kg. Sau đó ta tìm trung bình mỗi lớp gom được số giấy vụn là ta lấy 138 cộng 153 cộng 183 rồi chia cho 3 bằng 158 kg. 138 đây là số giấy vụt của lớp 4A. 153 là số giấy vụt của lớp 4B và 183 là số giấy vụt của lớp 4C và đáp số là 158 kg giấy vụt. Chúng ta cùng sang bài tập số 4. Tính nhẩm rồi viết kết quả vào chỗ chấm. A. Số trung bình cộng của hai số là 15. Vậy tổng của hai số đó là B. Số trung bình cộng của ba số là 40. Vậy tổng của ba số đó là và C. Số trung bình cộng của bốn số là 20. Vậy tổng của bốn số đó là. Thì để giải quyết được bài toán này, thầy cũng sẽ cho chúng ta thời gian là 60 giây. Chúng ta à, tính nhẩm và điền kết quả vào chỗ chấm thời gian của chúng ta bắt đầu Thời gian của chúng ta đã hết. Bây giờ chúng ta cùng tìm đáp án của bài toán. Ở câu A, số trung bình cộng của hai số là 15. Vậy chúng ta hiểu số trung bình cộng ở đây chính là do số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi chia cho hai được kết quả là 15. Vậy khi có số trung bình cộng này, chúng ta có thể tìm tổng của hai số bằng cách lấy trung bình cộng nhân cho hai À, và trong câu a này chúng ta sẽ lấy 15 nhân cho 2 và được kết quả là 30. Tương tự như thế ở câu b và câu c à chúng ta lần lượt có các kết quả. Số trung bình cộng của ba số là 40, vậy thì tổng của ba số đó chúng ta sẽ lấy 40 nhân cho 3 bằng 120. Ở câu c, số trung bình cộng của bốn số là 20, vậy ta tính tổng của bốn số đó bằng cách lấy 20 nhân cho 4 và kết quả được là 80. Chúng ta cùng sang bài tập số 5. Trung bình cộng của hai số là 25, biết một trong hai số đó là 20, tìm số kia. Bài toán cho chúng ta trung bình cộng của hai số là 25 và biết một trong hai số đó là 20, yêu cầu tìm số kia. Vậy để giải được bài toán này Chúng ta sẽ vận dụng lại cách làm của bài tập số 4. Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm tổng của hai số bằng cách lấy 25 nhân cho 2. Sau khi tìm được tổng của hai số và biết một số là 20, chúng ta muốn tìm số còn lại thì chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số đã biết thì sẽ tìm ra được số còn lại. À, chúng ta giải bài toán này như sau. Tổng của hai số đó là 25 x 2 bằng 50. Số cần tìm là 50 trừ 20 bằng 30. Vậy thì qua phần ôn tập vừa rồi, à, chúng ta cần ghi nhớ kiến thức của dạng toán tìm số trung bình cộng như sau. Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Chúng ta cùng sang dạng toán thứ hai, đó là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Thầy sẽ có bài toán như sau. Tổng của hai số là 70, hiệu của hai số là 10, tìm hai số đó. Bài toán cho chúng ta tổng của hai số là 70, hiệu của hai số là 10 và yêu cầu tìm hai số đó. Để giải bài toán này chúng ta sẽ có sơ đồ như sau. Ta có số lớn và số bé. Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10 và yêu cầu tìm hai số đó. Quan sát trên sơ đồ, nếu từ số lớn thầy bỏ đi một đoạn bằng với hiệu thì tổng lúc này sẽ chính là hai lần số bé và tổng đó sẽ bằng 70 trừ 10 bằng 60. Ta có hai lần số bé là 70 trừ 10 bằng 60. Có nghĩa là tổng trừ hiệu thì sẽ bằng hai lần số bé. Ta có số bé là 60 chia 2 bằng 30. Số lớn là lấy 30 cộng 10 bằng 40. 30 cộng 10 ở đây có nghĩa là số bé cộng với hiệu thì sẽ bằng số lớn, hoặc chúng ta cũng có thể tính bằng cách như sau. Chúng ta lấy 70 trừ 30 bằng 40, có nghĩa là lấy tổng trừ đi số bé thì chúng ta cũng sẽ tìm được số lớn. Vậy chúng ta có cách giải bài toán này như sau, hai lần số bé là 70 trừ 10 bằng 60. Số bé là lấy 60 chia 2 bằng 30. Số lớn là 30 cộng 10 bằng 40. Và đáp số số lớn 40, số bé 30. Chúng ta cũng có thể tìm số bé bằng một cách đơn giản hơn như sau. Ta tìm số bé chúng ta lấy 70 trừ 10 rồi chia cho 2 bằng 30. 70 ở đây là tổng, 10 là hiệu. Vậy ta rút ra được cách tìm số bé như sau, số bé sẽ bằng tổng trừ hiệu rồi chia cho 2. Với bài toán này thì chúng ta cũng còn một cách giải nữa. Chúng ta cùng quan sát trên sơ đồ. Nếu từ sơ đồ thầy thêm vào số bé một đoạn bằng với hiệu. Thì lúc này tổng của hai số sẽ bằng hai lần số lớn và sẽ bằng 70 cộng 10 bằng 80. Vậy ta có hai lần số lớn là 70 cộng 10 bằng 80, có nghĩa là lấy tổng cộng hiệu thì sẽ bằng hai lần số lớn. Ta có số lớn là lấy 80 chia 2 bằng 40. Số bé là 40 trừ 10 bằng 30. 40 trừ 10 có nghĩa là ta lấy số lớn trừ đi hiệu thì sẽ bằng số bé. Hoặc chúng ta cũng có thể tính lấy 70 trừ 40 bằng 30. Có nghĩa là lấy tổng trừ đi số lớn thì chúng ta cũng tìm được số bé. Và ta có cách giải bài toán. Hai lần số lớn là 70 cộng 10 bằng 80. Số lớn là 80 chia 2 bằng 40. Số bé là 40 trừ 10 bằng 30 và đáp số số lớn bằng 40, số bé bằng 30. Và ở số lớn thì chúng ta cũng có thể thực hiện theo một cách ngắn gọn hơn như sau. Số lớn sẽ bằng 70 cộng 10 rồi chia cho 2 bằng 40. 70 ở đây là tổng, 10 là hiệu. Vậy ta cũng có cách tìm số lớn như sau. Số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu rồi chia cho 2 Vậy thì chúng ta rút ra được ghi nhớ của dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu như sau. Muốn tìm số bé ta lấy tổng trừ hiệu rồi sau đó chia cho 2. Muốn tìm số lớn ta lấy tổng cộng hiệu rồi sau đó chia cho 2. Thầy sẽ có những bài tập vận dụng như sau. Ở bài tập 1, tổng của hai số là 14 hiệu của hai số là 6. Số lớn là và đây là một bài toán ta... bài toán trắc nghiệm. Chúng ta có 4 đáp án. A là 8, B là 20, C là 4 và D là 10. Thì ở bài toán này, hai dữ liệu của bài toán đó là tổng và hiệu đã được cho. Và bài toán chỉ yêu cầu chúng ta tìm số lớn. Vậy thì muốn tìm số lớn chúng ta sẽ vận dụng cách tìm số lớn để à, áp dụng cho bài toán này. Và để thực hiện bài toán này, thầy sẽ cho chúng ta thời gian trong vòng 30 giây để chúng ta tính ra giấy nháp và tìm được đáp án đúng nhất. Thời gian của chúng ta bắt đầu. Thời gian của chúng ta đã hết. Chúng ta cùng theo dõi để tìm đáp án của bài toán. Bài toán cho chúng ta tổng là 14, hiệu là 6 và yêu cầu chúng ta tìm số lớn. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cách tìm số lớn, đó là lấy tổng cộng hiệu rồi chia cho 2. Có nghĩa là lấy 14 cộng 6 bằng 20 rồi chia cho 2, được kết quả là 10. Vậy đáp án D là đáp án của bài toán. Chúng ta cùng sang bài tập số 2. Bài tập số 2, tổng số tuổi của hai bố con là 42 tuổi. Bố hơn con 30 tuổi. Tìm số tuổi của mỗi người. Ta có sơ đồ như sau. Ta bài toán cho chúng ta các dữ kiện như sau. Tổng số tuổi của hai bố con là 42. Bố hơn con 30 tuổi. Và yêu cầu tìm số tuổi của mỗi người vậy bài toán cho chúng ta tổng đó chính là 42 tuổi hiệu là 30 tuổi à, ở trong bài toán này thì số tuổi của bố sẽ đóng vai trò là số lớn và số tuổi của con sẽ đóng vai trò là số bé chúng ta có thể à, vẽ sơ đồ của bài toán như sau chúng ta có tổng số tuổi của hai bố con là 42 tuổi hiệu là 30 tuổi và yêu cầu tìm số tuổi mỗi người. thì thầy lưu ý với chúng ta khi chúng ta vẽ sơ đồ thì số tuổi của bố và số tuổi của con chúng ta nên vẽ cái đoạn số tuổi của con ngắn hơn so với số tuổi của bố ở một cái tỷ lệ phù hợp. chúng ta không vẽ cái số cái đoạn sơ đồ tuổi con gần bằng với cái đoạn sơ đồ của tuổi bố thì nó sẽ không hợp lý. Và chúng ta có bài giải của bài toán như sau. Cách 1. Số tuổi của bố là 42 cộng 30 rồi chia cho 2 bằng 36 tuổi. Để tìm số tuổi của bố ở trong cách 1 này thầy đã vận dụng cách tìm số lớn. Và sau đó chúng ta sẽ tính đến số tuổi của con, số tuổi của con là 36 trừ 30 bằng 6 tuổi. Đáp số, tuổi bố 36, tuổi con 6 tuổi. Và chúng ta cũng có một cách giải thứ hai. À, với cách giải thứ hai này, thầy sẽ đi tìm số bé trước, có nghĩa là sẽ tìm số tuổi của con trước. Số tuổi của con là 42 trừ 30 rồi chia cho 2 bằng 6 tuổi. Số tuổi của bố là lấy 6 cộng 30 bằng 36 tuổi. Đáp số tuổi bố 36 tuổi, tuổi con 6 tuổi. Thì ở cách 1, ngoài cách tìm tuổi của con bằng cách lấy 36 trừ 30 bằng 6 tuổi, có nghĩa là lấy số tuổi bố trừ đi hiệu à, bằng số tuổi con thì chúng ta cũng có thể thực hiện bằng cách như sau. Chúng ta lấy 42 trừ 36 bằng 6 tuổi, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy tổng trừ đi số tuổi của bố thì sẽ ra được số tuổi của con. Và ở cách 2 khi tìm số tuổi của bố. Ngoài cách lấy 6 cộng 30 bằng 36 tuổi, có nghĩa là lấy tuổi con cộng với hiệu thì bằng tuổi bố thì chúng ta cũng có thể thực hiện theo cách như sau, chúng ta sẽ lấy 42 trừ 6 bằng 36 tuổi, có nghĩa là lấy tổng trừ đi số tuổi của con thì cũng sẽ được số tuổi của bố. Thì khi thực hiện uh, giải bài tập dạng như vậy thì chúng ta có thể áp dụng một trong hai cách thì đều cho kết quả đúng. Chúng ta cùng sang bài tập thứ ba. Tổng của hai số chẵn liên tiếp là 98. Tìm hai số đó. Bài toán cho chúng ta tổng của hai số chẵn liên tiếp là 98 và yêu cầu tìm hai số đó. Vậy trong bài toán này à, đã được cho tổng, tuy nhiên hiệu thì chưa có. Vậy muốn tìm được hai số đó, chúng ta phải tìm được hiệu của bài toán. Vậy muốn tìm hiệu của bài toán bằng cách nào? Thì chúng ta cùng theo dõi ví dụ như sau. Thầy có ví dụ là hai số chẳng liên tiếp 4 và 6. Thì chúng ta có thể tính được hiệu của 4 và 6 là 2. Trường hợp thứ hai, thầy cũng có hai số chẵn liên tiếp, đó là 18 và 20. Và chúng ta tính được hiệu của 18 và 20 là 2. Trường hợp thứ ba, thầy có hai số chẵn liên tiếp là 40 và 42. Thì chúng ta cũng tính được hiệu của 40 và 42 là 2. Vậy thì từ ba trường hợp này, chúng ta thấy hai số chẵn liên tiếp hiệu bao giờ cũng bằng 2. Và đây cũng chính là hiệu của bài toán số 3 của chúng ta. Chúng ta có kết luận hiệu của hai số chẵn liên tiếp luôn luôn là 2. Và ta có sơ đồ. Số chẵn thứ nhất sẽ đóng vai trò là số bé, số chẵn thứ hai sẽ đóng vai trò là số lớn. Tổng của hai số là 98 và hiệu sẽ là 2. Yêu cầu chúng ta tìm hai số đó và ta giả bài toán như sau. Số chẵn thứ nhất là lấy 98 trừ 2 rồi chia cho 2 bằng 48. Số chẵn thứ hai là lấy 48 cộng 2 bằng 50. Đáp số, số chẵn thứ nhất là 48, số chẵn thứ hai là 50. Chúng ta cùng sang bài tập số 4. Hai lớp 41 và 42 có tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 3 học sinh ở lớp 41 sang lớp 42 thì số học sinh hai lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp. Bài toán cho chúng ta lớp 41 và 42 có tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 3 học sinh từ ở lớp 41 sang 42 thì số học sinh hai lớp sẽ bằng nhau và yêu cầu tính số học sinh của mỗi lớp. Ta sẽ có sơ đồ như sau. Và nhìn trên sơ đồ, nếu bây giờ thầy chuyển 3 học sinh từ lớp 41 sang lớp 42 thì số học sinh của hai lớp sẽ bằng nhau và tổng lúc này vẫn không thay đổi. Vậy thì ban đầu lớp 41 sẽ có số học sinh nhiều hơn lớp 42 bằng gấp đôi số học sinh đã được chuyển từ 41 sang 42. Và số học sinh này cũng chính là hiệu của bài toán. Vậy, muốn giải được bài toán này, trước tiên chúng ta phải tìm được số học sinh của lớp 41 nhiều hơn lớp 42. Và ta tiến hành giải bài toán này như sau. Hiệu số học sinh của hai lớp là 3 x 2 bằng 6 học sinh. Thì ở bước này ngoài cách làm là 3 x 2 bằng 6 học sinh Thì chúng ta cũng có thể thực hiện bằng cách lấy 3 cộng 3 bằng 6 học sinh à, Đây cũng là một cách làm đúng Tiếp theo chúng ta sẽ tìm số học sinh của lớp 41 là Ta lấy 82 cộng 6 rồi chia cho 2 bằng 44 học sinh Số học sinh của lớp 42 là Lấy 82 trừ 44 bằng 38 học sinh Đáp số lớp 41 44 học sinh, lớp 42, 38 học sinh. Trong thực tế thì cái bài toán này chúng ta có thể giải theo một cách khác nữa. Và cách giải đó như sau. Chúng ta sẽ tìm sau khi chuyển số học sinh của mỗi lớp là bao nhiêu. À, chúng ta có lời giải. Sau khi chuyển số học sinh của mỗi lớp là ta lấy 82 chia cho 2 bằng 41 học sinh. Sau đó, ta tìm số học sinh của lớp 41. Số học sinh của lớp 41 là lấy 41 cộng 3 bằng 44 học sinh. Số học sinh của lớp 42 là 41 trừ 3 bằng 38 học sinh. Đáp số lớp 41 44 học sinh, lớp 42 4, 38 học sinh. Thì với cách giải này thì chúng ta đã không vận dụng lại dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. À, chỉ có cách 1 thì chúng ta đã vận dụng là cái dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó mà thôi. Thì qua bài học ngày hôm nay, à, chúng ta đã được ôn lại hai dạng toán cơ bản của lớp 4. À, đó là dạng toán tìm số trung bình cộng. Thì trong dạng toán tìm số trung bình cộng này, à, yêu cầu chúng ta cần phải ghi nhớ đó chính là muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng. Ở dạng toán thứ hai, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất là cách tìm số bé. Muốn tìm số bé, ta lấy tổng trừ hiệu rồi sau đó chia cho hai. Muốn tìm số lớn, ta lấy tổng cộng hiệu rồi sau đó chia cho hai để chúng ta nắm chắc hơn về hai dạng toán này, thầy sẽ có những cái bài tập thực hành và khi có thời gian rảnh thì chúng ta có thể à, lấy những bài tập này ra để à, giải à, để chúng ta khắc sâu hơn kiến thức về hai dạng toán này. À, thầy có bài tập thứ nhất như sau: cả hai lớp 4A và 4B trồng được 60 à, 600 cây, lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B. 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Thì trước tiên chúng ta sẽ xác định dạng toán của bài toán. À, đây sẽ là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Và muốn giải được bài toán này, chúng ta cần xác định được bốn yếu tố của bài toán. Đó là tổng, hiệu và yếu tố nào sẽ đóng vai trò là số lớn, yếu tố nào sẽ đóng vai trò là số bé. Bài toán cho chúng ta Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Vậy 600 cây ở đây sẽ đóng vai trò là tổng. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B 50 cây. Vậy 50 cây ở đây sẽ đóng vai trò là hiệu. Và yêu cầu hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. Vậy thì chúng ta phải xác định lớp 4A trồng ít hơn lớp 4B 50 cây. Vậy lớp 4A sẽ đóng vai trò là số bé và lớp 4B sẽ đóng vai trò là số lớn. Và sau khi đã xác định được bốn yếu tố này, chúng ta vật dụng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu để tìm ra kết quả của mỗi lớp. Chúng ta sang bài tập số 2. Trung bình cộng số học sinh nam và số học sinh nữ của một trường tiểu học là 640 học sinh. Số học sinh nữ kém số học sinh nam là 46 em. Hỏi Trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? Bài toán cho chúng ta trung bình cộng số học sinh nam và số học sinh nữ của một trường tiểu học là 640 học sinh. Số học sinh nữ kém số học sinh nam là 46 em. Và hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? Thì trong bài toán này, chúng ta xác định là cũng là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Và số học sinh nam sẽ đóng vai trò là số lớn, số học sinh nữ sẽ đóng vai trò là số bé. Hiệu ở đây là 40 em, à 46 em. Và tổng thì chúng ta chưa có. Nhưng chúng ta cũng có thể tìm tổng bằng cái dữ liệu là trung bình cộng số học sinh nam và số học sinh nữ là 640 học sinh. Vậy chúng ta có thể tìm tổng số học sinh nam và số học sinh nữ bằng cách lấy trung bình cộng nhân cho 2 thì sẽ tìm ra được tổng của bài toán. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục vận dụng dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu để tìm số học sinh nam, số học sinh nữ. Chúng ta có bài tập số 3. Khu vườn ở trường em có dạng hình chữ nhật với chu vi là 112 m chiều rộng kém chiều dài 16 m. Tính diện tích của khu vườn đó. Bài toán cho chúng ta khu vườn ở trường em có dạng hình chữ nhật với chu vi là 112 m. Chiều rộng kém chiều dài 16 m và yêu cầu tính diện tích của khu vườn đó. Thì chúng ta cũng xác định đây cũng là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và chúng ta cần xác định được bốn yếu tố để giải bài toán đó là tổng hiệu số lớn và số bé thì trong bài toán này người ta cho chúng ta chu vi thì chu vi ở đây không phải là tổng của chiều dài và chiều rộng chúng ta nhớ lại kiến thức ở lớp 3. tổng của chiều dài và chiều rộng chính là nửa chu vi vậy thì trước tiên chúng ta sẽ phải đi tìm nửa chu vi của khu vườn bằng cách lấy 112 chia cho 2. Và dữ kiện thứ hai chúng ta có là chiều rộng kém chiều dài là 16 m. Vậy 16 m ở đây sẽ đóng vai trò là hiệu của bài toán. Và trong bài toán này thì chiều dài sẽ đóng vai trò là số lớn và chiều rộng sẽ đóng vai trò là số bé. À, sau khi tính được nửa chu vi và kết hợp với lại hiệu của bài toán chúng ta sẽ tính ra được chiều dài và chiều rộng của khu vườn. Sau khi có được chiều dài và chiều rộng của khu vườn, chúng ta sẽ tiếp tục tính đến diện tích của khu vườn đó. Chúng ta sang bài toán thứ tư. Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho. Chúng ta có hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện và bài toán yêu cầu tính diện tích hình chữ nhật đã cho. Ở trong bài toán này thì hiệu hai cạnh liên tiếp thì chúng ta hình dung trong hình chữ nhật thì hai cạnh liên tiếp của hình chữ nhật đó chính là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Ở đây bài toán cho chúng ta hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm thì cũng đồng nghĩa với lại hiệu của chiều dài và chiều rộng là 24 cm. Và bài toán cũng cho chúng ta tổng là 92. Vậy thì hai yếu tố tổng và hiệu thì chúng ta đều đã được cho. À, chúng ta chỉ cần áp dụng cái cách tính của bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu để uh, giải bài toán này. Sau khi tìm được À, chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ tính tiếp đến diện tích của hình chữ nhật bằng à, quy tắc tính diện tích hình chữ nhật mà chúng ta đã được học. À, thầy có bài toán số 5. Trung bình cộng của ba số là 125. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 100. Tìm số thứ ba. Vậy thì chúng ta xác định đây là dạng toán tìm số trung bình cộng. À, chúng ta có các cái dữ kiện của bài toán như sau. Trung bình cộng của ba số là 125. Và trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 100. Vậy thì muốn tính được số thứ ba, trước tiên chúng ta sẽ tìm tổng của ba số bằng cách lấy 125 nhân cho 3 thì chúng ta sẽ tìm được tổng của ba số. Và dữ kiện thứ hai là trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 100 thì chúng ta cũng có thể tìm được tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng cách lấy 100 nhân cho 2 thì chúng ta sẽ ra được tổng của số thứ nhất và số thứ hai. Vậy muốn tìm số thứ ba, chúng ta sẽ lấy tổng của ba số trừ đi tổng của số thứ nhất và số thứ hai thì chúng ta sẽ tìm được số thứ ba. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng ta đã được ôn tập ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các em trong chương trình học kỳ 2 sắp tới. Mến chào các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ sau.